Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái. Tập 287, nhìn thấy đám người ma thiên các từ lớn đến bé, từ người tới đám ăn hại, đều hùng hổ xông ra, khiến cung nguyên đô cũng phải cảm thán, một đời thay thế một đời, đều là một đám bố đời, tốt, rất tốt. Nói xong, xung quanh quan tài bốc lên hắc khí vô cùng quỷ dị, khiến mặt vuông ánh mắt kinh ngạc lên tiếng thuyết minh, cái này cũng không phải là tín hiệu tấn công mà là bốn phía qua tài khắc họa những ký hiệu của quái trận văn cũng từ từ biến mất cung nguyên đô dường như đang chủ động làm yếu bớt lực lượng bảo vệ quan tài thì phải đám người lãnh la và phan ly thiên cảm thấy nghi hoặc đến cùng là còn hàng này còn cái át chủ bài nào muốn phóng rắm ra bên ngoài nữa đây vẻ mặt khá lo lắng lúc này quan tài cũng từ từ hạ xuống dưới đất lãnh la thấy thế cũng về cơ bản là đã có xác định được tu vi của cung nguyên đô cũng đã hạ xuống nghiêm trọng rồi liền nhẹ giọng nói ra dùng tu vi bây giờ của ngươi sợ rằng ngay cả lục hợp đạo ấn của quy lão tiên sinh hoa vô đạo cũng không thể nào phá vỡ được mai rồi đó chứ đừng nói là có thể cùng với các chủ đánh một trận sao ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên bên trên cái cỗ quan tài kia tu vi hạ xuống nhiều như thế vậy mà lại chạy tới chỗ này hò hét muốn đại chiến với các chủ đây chẳng phải là tự đi tìm con đường đi bán muối sao chứ vẻ mặt đoan mục sinh và tiểu diên nhi nhìn con hàng này không khác gì nhìn một thằng ngu nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận bị danh tiếng thổi cho hơi rén lúc này trong lòng cả đám cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm đặc biệt quy lão được điểm mặt chỉ lên cũng liền đứng lên chắp tay chào hỏi vãn bối bất tài vân tông hoa vô đạo sau khi quan tài hạ xuống lúc này nó cũng đột nhiên dựng lên phía dưới của hắc quan tài hướng về đám người những cái đường vân một lần nữa biến mất không có trận văn cái cỗ quan tài giống như bình thường chặn ở chỗ này người sắp chết đúng là chẳng còn sợ hãi bố con thằng nào nữa cung nguyên đô cái thái độ dựng quan tài này cũng cơ bản là nói cho mọi người minh bạch sau khi trận văn tiêu tán thanh âm của cung nguyên đô cũng truyền khắp ma thiên các dùng kiếm để luận đạo mặt vua nghe xong trận mắt há hốc mồm dùng kiếm luận đạo sao đám người bên dưới cũng ngây ngốc nhìn nhau bên trong tu hành giới phương pháp tu hành chính là trăm nhà đua hoa phát nở nhưng trung quy đều là trăm sông đổ về một biển trên cơ bản đều là điều động khí hải hoặc là nguyên khí xung quanh ngưng khí thành cương duy chỉ có các thánh đạo lý là bất đồng nho thiền đạo tam môn đều thích dùng đạo lý đấu với nhau sáng chế ra phương pháp tu hành bất đồng đạo môn chính là lấy kiếm đạo thành tựu tối cao cho nên rất nhiều tu hành giả yêu thích kiếm thuật đều sẽ lựa chọn đạo môn để lấy công pháp tu hành giang ái kiếm Vân Tông La Sĩ Tam, La Trường Khanh, Kiếm Si Trần Văn Kiệt, thậm chí Lãnh La, Phan Ly Thiên đều có nguồn gốc từ đạo môn tu hành lý niệm, bản nguyên đều là giống nhau, nhưng cách lý giải thì khác nhau. Vì vậy mới nói phía dưới bách gia trăm họ, có người giỏi về 36 kế chuồn là thượng sách, có người thì giỏi về công phu mai rùa, có người thì lại thiện về công kích. Cũng có người có ngộ tính bố đời, lĩnh ngộ và sáng tạo ra một con đường kiếm đạo mới, con hàng cung nguyên đô này chính là cái loại mặt hàng này. Phan Ly Thiên nghe nói thì cười ha hả, luận kiếm sao, lão hủ còn tưởng rằng ngươi muốn cùng với chúng ta quyết đấu tranh sinh tử chứ nghe xong quan tài trầm mặc không có nói gì đoan mục sinh lúc này hít một hơi liền thản nhiên đây không phải là chuyện của ta rồi cãi nhau thì lão tứ am hiểu chứ ta thì méo được đầu óc ngu si tứ chi phát triển cái chảy cối không lại cái lời này nghe giống như đâm vào tim người luận kiếm tốt như thế khi tới miệng con hàng này thì thế nào mà biến thành dùng mõm đấu với nhau vậy trời tiểu diên nhi nghe sư huynh nói xong chợt hiểu ra ta cũng không có am hiểu dùng công phu mõm đâu ta cũng không muốn sau này trở thành một bà cô hàng tôm hàng cá chửi nhau cả ngày đâu không có ai chịu cưới ta đâu hai con hàng phan trọng và chu Kỷ phong cũng cạn lời với sư huynh muội nhà này lãnh la cùng với phan ly thiên nhìn về phía cỗ quan tài kia cũng không biết bên trong thiên tài kiếm đạo cung nguyên nô giờ phút này đang có cái suy nghĩ quần què gì nhưng mà méo quan tâm phan ly thiên cười nói lão hủ ngược lại cảm thấy nếu thật sự bàn về kiếm tiểu diên nhi đã đủ thắng ngươi rồi lãnh la cũng gật đầu ta cũng đồng ý cả ma thiên các chắc cũng chỉ có hai khứa này dám dí tiểu tổ tông này Phan Trọng và Chu Kỳ Phong nghe nói như cởi mở tấm lòng, giờ hai chân hai tay một chi lên, Vãn Bối cũng đồng ý. Tiểu Diên Nhi nghe đám này nói xong thì trong lòng hồ nghi lắm, có chút hưng phấn vì được khen, nhưng chip này số không kịp, cũng không hiểu sao đám này lại dí mình lên. Ở bên kia, Quan Tài vì vậy trầm giọng lên tiếng luận kiếm, đương nhiên không chỉ là công phu mõm, còn cần phải thi triển thực tiễn. Mặt Vuông dõi theo Quan Tài lên tiếng thuyết minh, lúc này Quan Tài cũng hơi rung động lên, phát ra âm thanh quỷ dị một cỗ nguyên khí yếu ớt từ bốn phía quan tài ngưng khí thành cương giống như những cái kiếm cương băng chùy trôi nổi bốn phía xung quanh quay tròn sau đó lập tức tản ra biến mất vô tung vô ảnh nhìn ra được cung nguyên đô bên trong quan tài cũng có chút tức giận thậm chí mặt vuông chẳng tốn nhiều thời gian đã kiếm được cho mình hai trợ thủ chim đưa thư ồ ý ngươi là một bên công phu mõm luận kiếm một bên ra chiêu thực sự sao phan ly thiên không thể lý giải nói ra nghe vậy cung nguyên đô xác nhận tự nhiên là như vậy đám người nghe xong giật bắn mình đặc biệt hai con hàng tu vi yếu kém phan trọng và chu kỳ phong vừa mới buông lỏng tâm tình thì lại kéo căng như ngàn cân treo sợi lông nách vì vậy đánh giá con hàng cung nguyên đô này tuyệt đối là mới trốn từ trại tâm thần ra hơn nữa bệnh còn không nhẹ lúc này cung nguyên đô tự hồ đọc được suy nghĩ của cả đám nhẹ giọng nói bất quá cũng không cần phải chiến đấu cho tới khi đi bán muối đâu hắn tiếp tục múa mỏ tu hành giả từ thối thể vào thông huyền liền có thể nắm giữ nguyên khí cho đến thần đình ngự đạo mới có thể nắm giữ được tu hành chi đạo dùng ngự đạo chi pháp khống chế thông huyền nguyên khí lấy kiếm luận đạo, bản nguyên kiếm đạo cũng là như thế. Phan Ly Thiên vẫn bộ dáng cà phất cà phơ cười ha hả, lão hủ nghe rõ rồi, ngươi và ta chỉ dùng tu vi thông huyền để luận bàn, không dùng vũ khí, không mở pháp thân, lão hủ nói đúng không con hàng? Quy lão tiên sinh nghe xong thì cũng hiểu ngay, nói trắng ra chính là áp chế tu vi, đơn thuần so đấu tâm đắc cùng với kiếm thuật, đây là đối với song phương mà nói, có thể chính là phương pháp tốt nhất, con hàng Lãnh La và Phan Ly Thiên đều bị thương chưa có khôi phục đỉnh phong, Đoan Mộc Sinh cùng với Tiểu Diên Nhi tu vi tuy rằng cao, nhưng song phương liều chết đánh nhau, cũng không chiếm được lợi lộc gì, dù sao thì đối phương cũng là người sắp đi bán muối, lúc này Lãnh La cũng thản nhiên. Tự nhiên là như vậy, Cung Nguyên Đô nói xong thì quan tài một lần nữa xoay trở về, đặt ngang trên mặt đất, quan tài một bên cao một bên thấp, nghiêng một góc, bên cao hướng về phía sau, mặt hướng về cả đám, phía trên khắc lấy cái chữ đen lớn, giống như là sắc lệnh, trên dưới chồng chất lên nhau những cái chữ triện, nhìn lên quỷ dị phi thường. Sau đó thanh âm của Cung Nguyên Đô theo nguyên khí hóa thành một đạo sóng âm, truyền khắp Ma Thiên Các, trước luận đạo sau luận kiếm để phân thắng thua, xin mời. Hoa vô đạo phất tay, đồng thời quay đầu lên tiếng dân dạy Phan Trọng và Chu Kỳ Phong, hậu sinh vãn bối không cần tham dự, đến cái trình độ của đám này. Càng có rất nhiều tâm đắc giảng giải về kiếm đáo, hãy mở to mắt, ngừng cái lỗ tai lên nghe cho rõ, nhìn cho kỹ nhé hai con hàng. Lúc này, hai đại lão của Ma Thiên Các, Phan Ly Thiên cùng với lãnh la thoáng nhìn nhau, chắc dò hỏi ý tứ nhau xem khứa nào lên trước đây mà. Nhìn nhau một cái, lãnh la liền phóng dám sông lên trước, được rồi, để ta tới trước đi con hàng thời điểm hắn xông vào giữa sân cỗ quan tài kia bốn phía đều xuất hiện những cái băng chùy khác nhau giống như kiếm cương nhưng mà hình dạng có chút bất quy tắc nhìn rất kỳ quái trong miệng khái niệm kiếm đạo chi bản nguyên dẫn động nguyên khí ngưng kết thành cương hình thành lưỡi đào thông huyền nguyên khí nhiều nhất là có hai đạo kiếm cương nói xong kiếm cương bốn phía quan tài lập tức tiêu tán chỉ để lại hai đạo kiếm cương mà thôi lãnh la cũng nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng xuống binh quý ở tinh không trọng số lượng lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái kiếm cương khổng lồ tráng kiện cũng chỉ có uy lực thông huyền cảnh. Hoa vô đạo thấy cảnh này thì mở miệng giải thích cho đám vãn bối, đây chính là lý niệm kiếm đạo Innova với nhau, tiếp theo chính là phân ra thắng bại. Sau khi hắn dứt lời, kiếm cương hai bên quan tài lập tức hướng về lãnh la lượn vòng vòng mà bay tới. Lúc này kiếm cương trong tay của lãnh la cũng từ từ bay ra ngoài nghênh chiến. Lúc này mọi người đều thấy sự khác nhau, bởi vì không theo cái quy tắc hình dạng nào cả, dẫn tới kiếm cương phi hành trên không trung, quỹ tích luôn luôn biến đổi. Cùng lúc kiếm cương hướng về lãnh la, quan tài cũng xoay tròn 360 độ, vẻn vẹn dùng tu vi thông huyền, né tránh cái đạo kiếm cương của Lãnh La. Cùng lúc đó, thân hình của Lãnh La cũng lóe lên, lập tức bỏ né được một đạo kiếm cương của Cung Nguyên Nô. Còn một đạo kiếm cương khác, thế mà hú hồn chim én, đột nhiên thay đổi quỹ tích đường bay, có chút ngoài dự đoán, nhưng Lãnh La đưa tay, ngón trỏ cùng với ngón giữa kẹp lấy cái đạo kiếm cương kia. Hai tay khẽ động, ánh mắt híp lại, kiếm cương lập tức tiêu tán. Cảnh này khiến xung quanh trở nên yên tĩnh, đám người nhìn chiến đấu hú hồn này thì vẻ mặt ngây ngốc không biết con hàng nào thắng con hàng nào thua đám người trước mắt nhìn xem quan tài đen gì không có đánh nhau đẹp mắt cũng không có ba động nguyên khí mãnh liệt càng không có âm mưu quỷ kế xảo trá chỉ có lý giải kiếm thuật mà thôi vì vậy đều cảm thấy bối rối lúc này lãnh la chấp tay nhẹ giọng thản nhiên ta thua hắn cũng không có giải thích bởi vì giải thích cũng không cần thiết kỳ thật có thể nhìn ra được lãnh la có chút coi thường địch nhân nhưng luận bàn chính là như thế chủ quan hoặc khinh địch đều là những điểm chí mạng lãnh la thời điểm chủ động kẹp lấy kiếm cương liền đã xác định cho dù nghiêm túc đấu với nhau nhiều lắm cũng chỉ là chống đỡ được mấy chiêu là liền đáp chiếu ngay kết quả giống nhau chẳng bằng sảng khoái một chút nhận thua mà kết thúc hoa vô đạo một lần nữa đảm nhiệm vai trò phát thanh viên của mặt vuông lên tiếng giải thích lãnh tiền bối tay không tiếp lấy kiếm cương hoàn toàn chính xác là xử lý hoàn mỹ thỏa đáng đáng tiếc là thông huyền vừa mới qua thối thể không thể dùng được tay không kiếp lấy kiếm cương nếu thật là luận bàn cấp độ thông huyền cái đạo kiếm cương này sạch qua chính là cổ bất quá lãnh lão tiền bối am hiểu ẩn thân chi thuật kiếm đạo cũng không phải sở trường của hắn phan trọng và chu kỳ phong nghe xong gật gù như bồ củi méo hiểu có hiểu cái quần què gì không nữa lãnh la sảng khoái lui lại không hổ là thiên tài kiếm đạo đệ nhất bắc đô ngưng kết ra kiếm cương có quy tắc bất đồng bội phục bội phục a à. tiếp theo là tới lượt phan ly thiên hắn đầu tiên uống một ngụm rượu sau đó đem hồ lô ném về phía thằng cháu hờ phan trọng nhẹ giọng đón lấy con hàng trong ánh mắt ngạc nhiên của phan trọng sao cứ phải là mình nhỉ ở đây còn đầy người mà cái con hàng lão phan này cũng to gan lớn mật vũ khí thiên giai của bản thân mà cũng tùy ý như thế nhưng đâu phải vô tình hắn ném cho thằng cháu cùng họ đó chứ sau đó xoa tay đi lên lão hủ cũng không phải con hàng lãnh la kia lãnh la dù sao vẫn còn non và xanh lắm kinh nghiệm cũng mới có chút ít lãnh la nghe xong trầm mặc thua chính là thua không có cái gì tốt để giải thích chảy cối được cả nhưng mà những cái lời nói rác rưởi này mỗi ngày đều nghe thấy chán rồi một điểm ý mới cũng đều không có cung nguyên đô nhìn con hàng mới ra chào sân thì ngạc nhiên lão khất cái sao chính là lão hủ vẻ mặt phan ly thiên cười thản nhiên cung nguyên đô cũng không quan tâm bắt đầu mõm kiếm đạo chỉ đạo thông huyền liền có thể sinh ra âm dương hóa thành thái cực thái cực sinh tứ tượng kéo dài không dứt sinh sôi không ngừng phan ly thiên giang hai tay chậm chậm bước tới nếu là thông huyền nhiều nhất chỉ có lưỡng đạo kiếm cương chớ nói sinh sôi không ngừng sợ rằng là tứ tượng cũng không có làm được đó con hàng cung nguyên đô đang định nói tiếp thì phan ly thiên lần nữa cao giọng tiếp tục nói lão hủ vào nam gia bắc gặp qua không ít kiếm đạo cao thủ ngươi nghĩ lấy kiếm cương hoàn thành kiếm trận hình thành tứ tượng đạt tới sinh sôi không ngừng sao nghe xong cung nguyên đô bên trong quan tài cũng kinh ngạc sau đó biến thành hào hứng cũng có ý tứ đó nha phan ly thiên vì thế liền có cảm giác giống như tiểu nhân đắc chí quay đầu nhìn hướng về lãnh la nháy mắt lão hủ đã nói qua rồi lão hủ cũng không phải con hàng lãnh la kia cung nguyên đô mõm không lại liền lên tiếng vậy thì hãy để lão phu lãnh giáo một chút phương pháp hóa giải của ngươi nhìn cái cảnh tượng bên dưới mặt vuông lấy lại phát thanh viên của mình lớn tiếng nói lập tức bên dưới quan tài xuất hiện một cái vòng sáng thái cực có đường kính hơn 2 mét một âm một dương âm dương luân chuyển trên đó từng đạo kiếm cương đang không ngừng luân chuyển lãnh la thấy thế thì vỗ hay hoan nghênh thông huyền có thể làm được tới mức độ này lão phan à nhận thua đi hai con hàng vi rượu này không lúc nào quên châm chọc khiêu khích lẫn nhau phan ly thiên nhìn cái vòng sáng trên mặt đất cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hửm ừ. hắn dù có kiến thức uyên bác cũng biết có phương pháp này có thể là nhìn chung thiên tài kiếm đạo của thiên hạ lại không có một người nào có thể hiện thực hóa cái lý luận này rất nhiều kiếm thuật giả nghiên cứu đã sớm mất đi mục đích vốn có cùng với giá trị thiên hạ kiếm tu có mấy người không quan tâm bản sự cùng với uy lực giết địch nhân cơ chứ phan ly thiên cảm thấy vô cùng hào hứng hắn mặc dù không biết con hàng cung nguyên đô này thế quần nào làm được nhưng có thể lãnh giáo học một chút cái chiêu kiếm đạo đặc biệt này tay phải nhấc lên một cái quang ấn thái cực to lớn hơn so với bàn tay cũng hiện ra mặt vuông lập tức ngạc nhiên ông ấy đã bắt đầu ra tay rồi chu kỷ phong đoan mộc sinh phan trọng hai mắt tỏa sáng. Đây là lần thứ nhất cái đám này chứng kiến Phan trưởng lão xuất thủ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái vị lão giả trong truyền thuyết này điều động nguyên khí. Hoa Nguyệt Hành cùng với đám nữ tu thì càng thêm ngạc nhiên, một cái lão khất cái, một cái con hàng tu vi trước đây đã bị phế, hoàn toàn mất đi tu hành ý niệm, trở thành một lão an mày. Cuối cùng thì cũng lấy lại được oai hùng lúc trước ngẩng đầu rùa lên rồi, Phan Ly Thiên toàn thân lông tóc dựng đứng, ánh mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô, bàn tay đẩy về phía trước. Từ trong lòng bàn tay, hình thành một cái đồ án thái cực, Bên dưới chân cũng đồng dạng, cả người tuy rằng nhỏ thó, nhưng tràn đầy lực lượng đạo môn nguyên khí. Hết tập 287, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.